Xin chào các bạn. Video này quay một chiếc máy bay vận tải 4 động cơ cỡ lớn của Nga cất cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là một chiếc IL-76TD-90VD, loại máy bay vận tải lớn và hiện đại nhất do Nga sản xuất. Thật ra thì người Nga còn sở hữu các chiếc máy bay vận tải lớn hơn, đó là các chiếc Antonov An-124. Tuy nhiên các chiếc máy bay đó hầu như được sản xuất từ thời Liên bang Xô Viết. Còn bây giờ thì thương hiệu Antonov lại thuộc về Ukraine. Do vậy, loại máy bay vận tải lớn nhất do Nga sản xuất vẫn là các chiếc IL-76 với nhiều biến thể khác nhau. Trong đó, biến thể IL-76TD-90VD được sử dụng bởi hãng hàng không vận tải lớn nhất của Nga, hãng Volga Dnieper. Đây cũng là một trong những hãng hàng không vận tải lớn nhất trên thế giới, chuyên nhận vận chuyển các loại hàng hóa quá khổ, siêu trường, siêu trọng. Ngoài 5 chiếc IL-76TD-90VD, thì hãng này còn sở hữu tới 12 chiếc Antonov An-124. Đó là chưa kể tới đội bay của các công ty con như Embraer Cargo và Atran. Tất cả máy bay của hãng Volga Dnieper đều nhận được chứng chỉ hoạt động toàn cầu. Trong đó các chiếc IL-76TD-90VD của hãng đã chuyển sang sử dụng động cơ PS-90 thay vì động cơ D-30 kiểu cũ. Các động cơ mới này đảm bảo tiêu chuẩn nghiêm ngặt về độ ồn và khí thải của châu Âu và Bắc Mỹ. Chiếc IL-76 cũng là một trong những loại máy bay vận tải lưỡng dụng, cả quân sự và dân sự lớn nhất trên thế giới hiện nay, với tải trọng hàng hóa có thể lên tới 60 tấn, chỉ thua loại C-17 của Mỹ, nhưng vượt xa tải trọng của loại A-400M của châu Âu và Kawasaki C-2 của Nhật. Chiếc IL-76 của hãng Volga Dnieper đang tiến vào đầu đường băng cất cánh 25L của sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc này đến Sài Gòn tối hôm qua từ một sân bay ở phía nam của Nga và bây giờ nó đang chuẩn bị cất cánh để trở về Nga. Hình dáng của chiếc IL-76 là hình dáng đặc trưng của nhiều loại máy bay vận tải quân sự. Đó là cặp cánh gắn cao ở trên lưng và đuôi hình chữ T. Máy bay có một cửa vào hàng lớn ở phía đuôi, cho phép nó đưa vào trong khoang các loại hàng hóa có kích thước quá khổ. Và đây cũng là cửa để cho lính nhảy dù. Chiếc IL-76 đang dừng chờ lệnh cất cánh ở đầu đường băng 25 trái, sân bay Tân Sơn Nhất. Video này được quay từ quán cà phê có địa chỉ tại 389 Quang Trung, quận Gò Vấp. Đây là một quán cà phê ngắm máy bay khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Và chiếc IL-76 đã bắt đầu chạy đà để cất cánh. Chiếc máy bay đã rời khỏi mặt đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.